Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay gia đình Ngọc lại ra ngoài sông này để ăn. Dạ mẹ chưa? Con muốn ăn gì? Con nói đi, cherry. Cherry. Say cherry. Dạ, rồi, đồ nó ham ăn cherry vậy đó cô chú. Khoái ghê không? Sao con này có thấu gì giống mẹ nha. Mẹ thích ăn gì là con thích ăn đó tài. Nhớ nhả hột qua nghe. Nó biết nhả hột nha cô chú. Đây nè các mọi người ơi, thì bây giờ cái mùa cherry đã bắt đầu tới rồi. Ngọc mua cherry này là ở chợ Whole Foods đó các bạn. Các bạn nào muốn ăn cherry mà đầu mùa sớm ở chợ Whole Foods có. Đó. Thì kế bên này có mấy con tôm Ngọc mua chợ Whole Foods luôn. Thì để ăn với lại cái nước cocktail chấm này nè các bạn. Đó, chạy thiền vòng 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 ăn chơi cho vui. Chồng Ngọc đang chạy đó. Ngon không con? Ngon không? Nhả hộp qua nghe. Đó, nhả hộp qua đó. Nhả hộp qua đưa mẹ. Đưa mẹ hộp đi. Đưa mẹ hộp đi con. Ăn từ từ rồi đưa mẹ hộp đi nha. Rồi, hết rồi, nhả hộp ra. Nhả hộp cho mẹ nè. Đúng rồi, good job chị đi, good job. Rồi mẹ bỏ cái hộp này nè, có mẹ dục nè, đó mẹ bỏ cái hộp này nè, rồi. À, đây là mọi người ơi, bây giờ cả nhà ăn cherry với lại tôm. Rồi để vậy đi, đó, để vậy nè. Ice cream mà. Chồng Ngọc thì anh ăn kem. Ngon quá. Đây nè, mẹ chỉ con nè. Con ăn xong á, con để cái hộp ở đây này nha. Ăn xong bỏ cái hộp qua chỗ này nè. Đó, bỏ cái cuốn với cái hộp ở đây nha con. Cherry đầu mùa các bạn, nhưng mà rất là ngọt. Mặc dù là các bạn nhìn cái trái nó không có đỏ, nhưng mà nó rất là ngọt. Cậu mua một pound đó là 450 gram, có giá là 6.99 đồng, có nghĩa là 150, hơn 150.000 nửa ký cherry. Bây giờ học sẽ ăn con tôm. Con tôm này mọi người các bạn ơi. Baby you wanna bite? I'll have one, just save a couple. Ăn tôm. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nữa các bạn ơi. Quá đã chạy hả? Quá đã không? Quá đã không? Quá đã. Tôm này người ta luộc sẵn rồi. Mà mua về Ngọc chỉ bỏ tủ lạnh cho nó lạnh lại là lại ăn thôi. Cái này là cỡ mấy tôm ta? Mà chắc cỡ 200 gram tôm đó các bạn. 200 gram hay 250 gram mà Ngọc mua cái này là 250.000. Ủa sao ăn nửa trái rồi cứ trả tôi vậy? Cái tôm này nó bự quá. Nên là nửa ký là 500.000 nửa ký tôm á. Rồi tại vì tôm bự á. Nhưng mà các bạn biết sản phẩm này tới từ đâu không? Sản phẩm này tới từ Việt Nam. Yeah! Tôm này của Việt Nam mình nè các bạn. Quá ngon luôn, tôm bự bự đi, người ta xuất ra nước ngoài các bạn. Tôm bự của Việt Nam xuất ra nước ngoài các bạn. Là cỡ nửa ký là 500.000. 450 gram là 500.000 á, nửa ký tôm này đem ra nước ngoài bán các bạn. Tại vì Ngọc cũng mua một lần ăn cho hết, nhưng Ngọc không muốn mua nhiều á, nên mua cả mười mấy con về ăn rồi. Ra thuyền nhâm nhi rồi chạy vòng vòng nhìn sông nhìn biển thôi. Để nè con đây nè, thấy không?
con nhá hả ba. Bà ở ăn mà nãy nó không nói luôn. Hả giờ nhá học chuột học dưới à. Đây thấy bà đâu được camera biểu. Để Ngọc lấy cái camera thứ hai để quay cho tất cả mọi người cùng xem là những cái cảnh Ngọc đang thấy nha. Hiện tại là mọi người chỉ đang thấy cái cảnh mà là mọi người chỉ thấy Ngọc thôi. À để cho mọi người thấy cái cảnh mà Ngọc đang thấy. Oops. Đó mà. Đó, cái cảnh mà Ngọc đang thấy đây. Đó, camera Ngọc đang để đó. Nước. Trời ơi, mà người ta thấy người ta ăn gì đã làm y chang như vậy đó.
vậy con ăn sao cũng được hết, con ăn ngon miệng được con ha. Thế này mày cho con nguyên con luôn nè. Nguyên con ăn đi. Đây. Lấy nguyên con ăn đi chứ chấm gì tầm bậy vậy. Rồi ăn nguyên con đi. Lên trên dòng sông. Các bạn nhớ không, mùa đông có cái dòng sông này đóng băng cứng nhắc luôn. Lạ thì công nhận đúng là thiên nhiên ha. Đúng là thiên nhiên. Mùa đông có hai mẹ con nằm trên tảng băng á cô chú, ai cũng sợ đó. Mà trời đất ơi, cái chỗ cái khúc đó là ngọc trói, là cái khúc đó là nó cạn dữ lắm. Nên là cái đống băng nó cứng ngắc à. Nên mà cô chú, nhưng mà cô chú quay vô cô chú sợ. Sợ hai mẹ con lột tổng ở dưới. Các bạn, các bạn biết những cái con tôm này nè, nó khác cái con tôm mà trong nhẫn tôm cái chỗ nào không? Các bạn thấy cái hệt nhẫn tôm đúng không? Ngọc có ăn đúng gọi là cái nhẫn tôm mà các bạn YouTuber đã ăn á, làm được một lần. Là lúc đó cái video clip nó chay mặc cái áo da beo. Mặc cái áo da beo mà lúc đó nằm ở trong cái nồi đó, của cái áo da beo của Kim Kardashian á. Ngọc ăn vừa mì chay vừa nhẫn tôm, là cái đó đúng là nhẫn tôm mà mua. Nhưng mà Ngọc mua xong á, Ngọc mới thấy là cái nhẫn tôm này nè là người ta đã đông đá quá lâu rồi. Nên là từ đó về sau khi mà Ngọc ăn tôm á, trời. Từ đó về sau mà con tôm á, Ngọc ra cái chợ mà người ta bán tôm á, chợ giống như Whole Foods này nè, cái người ta bán tôm á, người ta mà bán trong cái luộc cái tôm này lên trong chợ luôn, xong rồi cái người ta bỏ vô cái hộp trong tròn đó, nên nó nhìn nó giống cái nhẫn tôm chứ không phải là về những cái con tôm mà nhỏ xíu ở trong cái hộp mà đông đá lâu, cái đó ăn thật sự là không ngon. Với lại nó đông đá lâu quá. Đồng ý là đồ nào cũng là đồ đông đá, nhưng mà cái nhẫn tôm đó là đông đá rất là lâu luôn. Cái camera này nãy giờ để ngoài nắng, trời đất ơi. Trời ơi, cái này bây giờ tàu bè quá trời luôn. Nên còn quay cho các bạn coi, ăn xong miếng này còn quay cho các bạn coi tàu bè. Ăn mấy con tôm này sao mà no luôn chứ nữa. Đây, tiếp tục. Đi, let's go, đi. Yeah, $6.25 now. Yeah. It started for sale like what, $850? Yeah. Có một căn nhà để sale miết, bán miết từ hồi bữa tới giờ. Năm này qua tháng nọ, năm bán hoài luôn không được. Đây Ngọc quay cho các bạn coi. I like it though. It's got a nice patio. Đó, Ngọc vừa quay cho các bạn coi căn nhà đó. Hồi năm ngoái á, hay là năm trước nữa, bỏ lên là bán 850.000. Là cỡ 17 tỷ đi, 17 tỷ. Rồi xuống còn 780.
xuống miết á, cái còn 699. À bây giờ xuống còn 650, cũng chưa ai mua luôn. Cái giá nhà đưa lên cao quá, muốn mà bán, muốn bán thì để tính giá thấp. Baby, you want one more? No, can I have a cherry though? Yes. Thank you. Còn ở chồng còn có 4 con nữa mà nói không? Trời ơi, vậy mình tu quất hết mười mấy con tôm này con no no nóc rồi đó. Những cái người khách mà đi buôn bán ở chợ á, làm chủ chợ á,
cái tình trạng mất cắp rất là nhiều, có chứ không phải không có. Nhưng mà người ăn cắp á, ở đây những người mà người ta thường ăn cắp ăn trộm á, là người ta ăn cắp ăn trộm thuốc bổ, thuốc uống là tại vì nó mắc. Chứ còn mà mấy cái trái cây trái đồ này không có ai lấy á các bạn ơi. Nước uống chai nước 1-2 đồng mà đâu có đáng để mình bị cảnh sát bắt rồi bị ghi tên vô cầm bậy đâu. Người ta cắp thuốc bổ, ăn cắp vậy thôi à. Chứ còn mà bây giờ hả, miếng thịt hay miếng thịt bò sao ăn cắp được? Miếng thịt bò bự chà bá rồi nhét vô sao được? Thuốc bổ nhét vô được. Thuốc bổ nhét vô túi mà cái túi bự bự có nhét vô được, dễ dễ nhét. Mắc tiền nhưng mà gọn nhẹ, dễ 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 ăn cắp. Chứ còn mà mấy cái đồ giờ nó lấy cherry nó đem nó chà chân nó. Are you exfoliating using cherry mà nó làm y như cái chanh chua nó để nó chà chà chân nó cho ra hợp. Mà được đời không? Exfoliation. Mà được đời không? Chú mẹ thải cho con xuống dưới cái sông này con tắm luôn nha. Nha. Là hồi bữa ông đi chợ con thấy cái cô kia kìa, nguyên một bình nước cam vậy nè, bà đứng trước Ngọc, bà đứng trước Ngọc, bà tính tiền trước Ngọc, bà thải bình nước cam lên, bình nước cam mà nguyên chai còn có nửa chai à, cái bình nước cam bự lắm, là bà đi bà uống từ nãy giờ, bà khui ra bà khát nước quá bà uống nước cam từ nãy giờ rồi bà đem ra bà tính tiền vậy đó. Trời, chứ bình nước cam bự chà bá ai uống xong rồi dùng cái trong đó không có. Mà bên Mỹ là mấy cái chuyện nó nhỏ nhặt, cái Ngọc thấy nó nhỏ nhặt lắm, có nhưng mà rất là hiếm chứ không phải là nó không có nha. Nhưng mà Ngọc chưa từng thấy, chỉ là nghe kể ăn cắp những cái loại mà thuốc bổ thôi. Với lại á, khi mà các bạn đi chợ các bạn thấy một bịch cherry bán, một bịch nho bán, thường thường nho với cherry là các bạn có thể lại bóc ăn thử trước khi mua. Người mặc dù người ta không bỏ ra nhưng mà nó trong trong cái bịch để bán đó, bạn có thể lại bóc lại ăn thử. Rồi các bạn có thể lựa luôn. Mùa cherry là các bạn có thể lựa luôn, người ta cứ để cherry trong bịch sẵn rồi ha, nhưng mà có những trái bầm chặt hay là cái gì đó các bạn có thể đứng đó lấy ra hết, lựa vô tất cả những cái trái mà ngon mà mình muốn mua. Ngọc thì Ngọc chưa bao giờ làm vậy tại vì Ngọc không bảo các bạn biết là Ngọc không có sự kiên nhẫn để đứng làm vậy. Thôi vài ba trái thúi kệ bà đó. Cứ lấy đại đi, giờ mình bỏ ra rồi ai ăn rồi kia các bạn rồi thôi kệ bà. Cái tính mình đó, nó xề xòa nó qua vậy. Nhưng mà có rất là nhiều người ta đứng ta lựa từng cái để ngon để về ta ăn đúng cái của ta. Làm được hết đó các bạn, không có ai đứng đó mà coi mình là ôi chị ơi đừng làm này đừng có làm gì, không ai coi. Ăn rồi cứ mày mi sát đi bà mi sát biết cho ra đây.